Trong video lần này thì một bạn viewer đã nhờ mình trap tới tận 500 thánh di vật để có thể kiếm đồ nâng cấp cho Sandling của bạn ấy. Sau khi mình kiểm tra ở cao của bạn ấy thì mình nhận ra một điều rằng tuy Sandling của bạn ấy vẫn chơi dấu ấn, nhưng đây là một Sandling khá là đặc biệt khi mà dùng vây cá trẻ sống thay vì lao xiên cá. Không phải chờ đợi, mình vào account của bạn ấy ngay lập tức, bắt đầu quá trình trap để kiếm ra hàng nâng cấp cho Sandling. Và đây là những gì video đã diễn ra. Thì hiện tại cơ bản là con Sandling của chúng ta đâu rồi? Con Sandling của chúng ta đâu rồi? Đây, đi vào bếp. Cái là mũ thì có thể nâng cấp được một xíu. Mũ là phải nâng cấp này. Giảm phòng ngự, tăng hiệu quả nạp ha. Cái này thì cũng có thể nâng cấp được nếu mà có được cái onset. Cái này có thể chắc chắn có thể nâng cấp được thôi. Hy vọng được, hy vọng vậy. Nên nâng cấp. Cái này cũng có thể một xíu nâng cấp được ở dòng phụ ơi. Kiểu như là kiếm được cái ngang ngang cái này mà dòng phụ ngon hơn. Ừ. Rồi cái này cũng vậy. Ra 33 thì còn yếu. Ở đây thì cho nó chỉnh cho nó chuẩn chỉ thôi là được. Ok. Rồi. 500 nhựa. À được. 500 thánh di vật chứ 500 nhựa hơi ít. Cứ bị liệu thôi đúng không? Ừ, bị liệu mình làm content nhựa nhiều quá liệu ơi. Ok, 13 cái đầu tiên, một đống nón luôn. Cái gì nón gì dữ vậy? Ê vô. Ê vô. Không lẽ video này sẽ kết thúc ngay tại đây? Ok. Đang xét thương nguyên tố lôi, phòng ngự, tấn công, phòng... Ê da. À. Mất dòng phụ rồi, rớt dòng phụ rồi. Cái này cũng rất dòng phụ luôn. Video này mình sẽ thử làm theo kiểu mà làm hết xong mới chép một lần ha. Cho nên là mọi người có thể coi. Lần này toàn lông. Ok, lông lần này không có gì. Em suy nghĩ được. Cái này giữ được. Ừ, giữ được. Cái giữ được. Này cũng giữ được. Ê, đúng dòng chính nè mọi người. Mà hụt hết dòng phụ luôn. Thế là cái này mà em đang trong mặt em là em copy âm được đó nha. Cái này chưa lên 4 thử được ha mọi người. Ok. Rồi. Thật ra con Sandling là nên lên hiệu quả nạp nha. Tức là giai đoạn con Sandling dấu ấn cho nên là đồng hồ nạp hơn là một tấn công. Ừ. Cho nên như vậy đó, cái đồng hồ đó có khả năng nha mình giữ chứ không phải là cái đó cho Sandling. Thêm lông. Ok. Lần này 5 cái đồng hồ lận, hy vọng có cái nạp thử rồi. Bỏ. Bỏ. Đúng dòng chính rồi đó, ừ. Bỏ. Chúng ta tới bỏ. Gần rồi. Bỏ. 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 Why? Nó đúng dòng chính, nó đúng cả dòng phụ. Sai món. Lần này nhiều ly nè, ly hấp, có ly nè, tấn sát thương nguyên tố hỏa không ta? Biết đâu chừng ra trong đống đồ này sẽ có đồ cho hu tao. À rồi. Đi hết. Tấn công. Lất ngự. Băng. Bỏ này bỏ. Không. Bỏ luôn. À đẹp cũng như. Bỏ luôn. Thì đúng á như. Bỏ luôn. Ok là đầu tiên chúng ta không có gì. Ok. HP. Tăng sát thương nguyên tố thủy onset cộng HP phần trăm. HP. Tăng sát thương nguyên tố băng. Phòng ngự HP. Sát thương bạo hiệu quả nạp. Đi lên đất bụng. Nhưng mà hai dòng ngự. Ui rồi ôi. Tại sao vậy? Phải đi lại chứ. Lên 4 thử. It's the orange. Cái này được. Hiểu được. Ủa. Hạt tưởng ba cái phòng ngự giờ nãy. Về. Ê vô. Đây. Ê vô. Ta đã có người đầu tiên. Ê vô. Thật sự là có hy vọng. Thật sự là nâng cấp. Nãy giờ toàn nâng cấp toàn hút dùng không các bạn? Nhà tặng hốp dùng không? Ok. Còn 5 cái nón lần này.
B Hùng Ngự, anh chị Vũ Tấn Công tỷ lệ bảo HP B tỷ lệ bảo sát thương bảo kích. Uh-huh. Ê mà mình hình như cái tỷ lệ mà nó cho cái đồng hồ nạp ở trong cái set này bị giảm hay sao á, chứ mấy cái set ca khác mình đồng hồ nạp riết mà ta. Thì đúng rồi. Đây là set nạp mà em. Uống ly. Uống cái đồng hồ này đã. Nạp, nạp. Tinh thông đi hết. Sát thương hỏa. Thảo, sát thương hỏa. Thảo. Sát thương hỏa. Thương hóa. Cái này không có gì luôn mọi người. Ok. 4 nón 5 đồng hồ. Được. Là bấm lộn mà nó cũng không đủ tiêu chuẩn thôi. 5 đồng hồ nè. Có cái này nạp không? 2 bỏ, 3 bỏ, 4 bỏ. Không có nạp. Nằm đi luôn. Cái này tạm suy nghĩ được, nếu mà mai mốt offset, offset thôi. Ý nói là offset hoặc là mai mốt mà muốn đổi cái build của sang liên, đúng không? Nếu muốn đổi build sang liên. Thật ra nếu mà muốn đổi build của sang liên á là phải chơi set kia luôn, set hoàng kim luôn. Ừ. Đổi set á. Chơi tinh thông mình đổi set. Ok. Phòng ngự max luôn. No. No. Trời ơi, một sự tuyệt vọng. Thật ra cái kia của Khánh nó copium hơi hút viêm. Ok. Bắt đầu qua tới thế này là bắt đầu không có gì đó mọi người. Thì mình có nghe nói một cái lời nguyền là nếu mà mọi người trap cái đồ mà của set đúng set á thì nó sẽ không có gì á mọi người, cho nên là mình không biết đúng hay sai. Thử chép cái không phải đồ à, sắp hết luôn. 500 cái gì vật lẻ mọi người. Video này đã sắp hết. Hóa ra không có ao ra ao vô nó lẻ hơn hẳn. Ừ. Khoan đã, hình như có gì đó sai phải không? Lộn set rồi. Căng mặt. Kiểu như cái ao ra ao vô là hay bị lộn. Các bạn chắc hy vọng cái tai của các bạn không vấn đề, nhưng mà ý nói là kiểu như ao ra ao vô nó hay bị cái vụ đó. Ok. Một tai nạn. Ok, tai nạn đấy được. Cái này cũng được. Ok. Có tai nạn vậy cũng được. Sửa chữa. Đi tinh thông, tăng sát thương vật lý. Ok. Một cái cũng được, một cái. Rồi hết rồi đó mọi người. Hết rồi đó. Rồi lần này được cái gì không? Cho cái nó không cho cái năm hoa. Nó không cho cái đây được, cái này được. Ý nó không cho cái kia luôn hơn. Không cho cái nó không cho cái cát luôn. Đồng hồ tôi đâu? Cái đồng hồ đâu? À bây giờ bắt đầu. Rồi. Giờ bắt đầu đi tuần hoa đi. Bắt đầu tuần hoa. Không, chứ chúng ta bắt đầu là quá trình sàng lọc những cái double crit trước rồi. 5 minutes later. Okay, sau khi sàng lọc lại thì chúng ta còn bao nhiêu đây? 1 2 Đây, còn nhiêu đây? 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ok. Mình cháp bao nhiêu nha? Tổng cộng cháp bao nhiêu nhỉ? Cũng 10 11 lần đúng không? Ừ. 500 cái đúng không? Ừ. Ok, còn bắt đầu từ hoa trước đi. Hoa có đúng 1 cái rồi. Ừ. Okay. Hưng em nghe nói anh hay chiếc lõ gì bấm gì đúng không? Thì ai biết gì đâu. Ý em nghe nói anh hay chiếc lõ bấm gì, bấm 2-3 lần gì đó cho nó không vô vòng gì đó mình không cần đúng không? Ừ thì không, anh chỉ nói là nó sẽ không vô tấn công thôi. Thì lộn, nó sẽ vô tấn công. Thử một cái mình, nè, nó sẽ vô tấn công. Thử 3 cái nè. Nó sẽ vô tấn công. Mày có cần mày làm theo là tao nói gì vậy không?
đúng nghĩa luôn. Bây giờ chúng ta tới với lại Long biết cái vừa vừa ăn xong luôn. Ok. Ô, và nó là không chiếc lõ nữa, cái này không chiếc lõ nữa. Wait. Được không? Ủa mày vô à, Hưng Hưng chù hơi lố rồi Hưng ơi. Một cái đi chứ. Một cái đi chứ ông. Ông chù hơi lố. Mình để 18 mình cho có hy vọng không? Mình để 18 trước đi. Đừng 20, đừng 20. Mình để 18 thôi. Ok. Ừ. Mình để đó thôi. Great. Ồ. Oh. 11, 10. Nó low roll nhưng mà có hy vọng. Ừ thì đó. Còn hy vọng như để anh lên nói. Được như anh nói 40 có được. Vọng. Ừ. Vô. 40 CV. Hey, that's pretty good. Đấy, 14, 11. I do. Ồ, vậy chưa? 39.7. Chữ 1, chữ 1. Cộng 1. Vậy là chiến thuật của chúng ta là nâng cứ 18. Vô. Cút. Nó vẫn ám, nó vẫn ám. Ok rồi, tiếp theo là chúng ta tới với lại đồng hồ. Cái này ngon nè, 4 dòng đều ngon luôn. Đúng. Cộng 18. Cộng 19. Cộng 19 nghi lắm nè. Đấy. Giữ. Thấy chưa? Rồi giữ. Nói mà. Rồi giữ. Bỏ. Để tới đây nhiều nón phết mọi người. Tới đây nhiều nón phết. Nhiều nón ha. Ừ nhiều nón phết. 18 đúng rồi. Vô. Thôi. Tự nhiên. Cho thêm cơ hội nữa không? Cái này cho thêm cơ hội được. Thì nó cũng hai roll. Thử ha. Thêm cơ hội. 21. Thôi thiệt kìa. Good. Hai roll này good. Giữ. Chỉ có đều nạt nó. Thấp. Ừ. Cháu nhận được vì một. Chủ ạc vẫn đang xài đồng hồ. Ờ lộn xin lỗi nón hẹp. Ờ nó tỷ lệ. Cộng 1. Rồi cái này khó nè, cái này mới khó nè. Cái này khó. Ê cái này mà có tiềm năng sẽ hơn cái kia. Ừ mà cái này có tấn công. Không phải tấn công phần trăm nên chúng ta không lo. Ok để thử. Tới đây. Nào. Tới. Ê từ thêm lần nữa được. Vẫn cút biêm được. Suy nghĩ được. Đúng không? Và đó là tỷ lệ. Nạp được chấp nhận được. Chấp nhận được khoảng không. Này. Chấp nhận. Dừng 5 phút. Chấp nhận được khoảng kiểm này tra. Dừng 5 phút kiểm tra. 5 minutes later. Ok thì sau vài phút giải lao thì chúng ta đã quyết định là bỏ cái đó ha. Không đủ tốt. Ok giờ tới cái này đấy. Cái này à, không quên luôn. Ok cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ làm một mạch tới 20 luôn. 20 luôn hả? Ê, ừ. Liệu điều diệu kỳ có tới, các bạn nhấn like cho cái video này ngay bây giờ. Okay. Last miracle. Đúng không? Nên mà có một miracle trong ngày hôm nay. Chuẩn bị. 3 2 1. Vô. Cái thường bảo preach. Oh! Vô không? Ok, last miracle. Mọi người không nhấn like đúng không? Là miracle thật, nó né toàn bộ. Mọi người không nhấn like đúng không? Con sang link đầu tiên là chúng ta bỏ được cái này. Cái kia vừa có nạp và cái này nó vẫn ngon hơn. Dạ, ghép vô luôn, ghép vô luôn. Ừ thì ghép vô luôn nè, từ em kiếm nữa. Đây. Cái này nó vừa hiệu quả nạp hơn, nó vừa sát thương bạo hơn luôn. Hơn 0.8 cho nên chúng ta bỏ được. Rồi cái lông hồi nãy thì chúng ta có một cái lông là cái này. 14, 11 là 37, 39. Cái này thì ngon hơn hẳn cái này. Tại vì nó vô crit nhiều hơn. Nó cùng dòng phụ á, được cái nó vô crit nhiều. Như vậy là chúng ta đã lên được hai món. Ừ mà nhưng mà vậy ổn á, nhìn đồ ổn, nhìn tỷ lệ sát thương hồi nãy ổn hơn hồi nãy á. Nó đỡ hơn.